Dạ chú quay chú hỏi cái này, con có chơi FIFA giờ không? Dạ có. Chú ơi, nó chơi hoài chú ơi. Nên có lúc lâu lâu nó chửi người ta, nó quýnh người ta nữa. Tôi lâu lâu bị nó quýnh hoài chứ gì. Nhưng mà bây giờ kiểu mình nuôi con mình biết. Lúc trước thì nó có quýnh tôi hoài à, nhưng mà bây giờ tôi biết tôi đề phòng hết trơn à, dễ vậy nó quýnh tôi được. Kiểu như mình sống riết mình có kinh nghiệm vậy đó. Sao mà Ấy đỡ được? da, má không thể nào cản bước với được ma gam mình. Chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm món lòn châu xào khế. Thì món này thì đầu tiên thì chúng ta cần một cái lòn thật là sạch. Nếu các bạn thấy nó nhăn nheo và thâm đen quá thì nó đã trải qua nhiều cái láp rồi. Thì bây giờ mình sẽ bóp muối cho thật là sạch nha. Đặc biệt là cái chỗ này đó, bạn móc cho nó sạch nha các bạn, để không thôi là nó ăn như nó tanh nó hôi lắm nha. Bước tiếp theo là chúng ta cạo nè, mấy cái nào nó còn lông lễ trẻ đó, tức là cạo cho nó sạch ha. Sau đó cái mình bóp giấm nè cho nó thơm lại, cho nó hết có tanh nữa. Rồi sau đó mình bỏ vô mình luộc sơ cái. Tiếp theo là chúng ta thắng mỡ tỏi, rồi sau đó khứa cái lòn ra từng khúc. Cái ta bỏ vô ta xào. Thì cách chế biến mình có nói cho các bạn rồi đó. Thì nó xong xuôi thì đó, bây giờ chế nó sao cho săn cái lòn nữa nha các bạn. Nêm nếm gia vị thì muối, đường, bột ngọt vậy đó. Ai làm gì làm cho cái lòn gì mà dơ dữ vậy trời, ngâm bao nước còn dơ nữa nè. Nằm sao bác sĩ? Thì nằm chàng hãng ra đó. Ừ đúng rồi đó, rồi nằm xuống đi. Ông có cách nào ông khám ông đừng có nhìn vô bác sĩ. Tôi chỉ muốn nhìn mình anh vợ tôi không mà, tôi không muốn nào nhìn hết trơn á. Cũng mẹ mày không nhìn sao khám. Cô cứ bình tĩnh, hít sâu, thở dài ra. Từ từ tôi nhét vô. Cái này bôi trơn mới được, để em thôi thọt cho nó khô queo à. Trời ơi, có đau đớn gì đâu. Ba cái này thọt vô cái là tới, thấy trơn à, nội ơi. Dạ dạ. Mới cạo hả? Im à. Rồi nhét đó nghe. Ủa? Đó, vô liền thấy không? Có bôi trơn mà vô cái một. Đó, đâu đây coi coi. Cái gì vậy? Cái gì giống cái bọc gì vậy? Dạ đúng rồi đó. Trời ơi lớn rồi chơi gì mà ngu như vậy. Chơi nhét cái bọc vô đây chứ vậy. Để tôi kiểm tra lại coi. Ủa cái này nó phải cái bọc đâu. Nó tròn tròn nè. Nó có gai gai luôn nè. Trời đất ơi bà nội ơi. Cái bao cao su. Chơi kiểu gì mà để lọt bao cao su vô đây luôn nè. Rồi sao đây? Hả? Gì dính bao đây nữa hả? Chứ không lẽ cái gì. Bác sĩ coi kỹ lại giùm em phải không? Tôi làm bác sĩ mấy chục năm nay, không lẽ tôi không biết. Mà đây là cũng lần đầu tiên của tôi đó, bây giờ phải mổ đó chứ không lấy được đâu, nó dính võng luôn rồi. Cái láp nhỏ thì thôi, tao đừng có chơi bao. Chuẩn bị tiền đi mổ đó nghe, chứ không lấy được đâu đó. Phải mổ à. Lỗi tại anh đó, cái láp nhỏ thôi, tao đừng có chơi bao, để nó ruột lum la. Em nói anh rồi, đừng có chơi bao mà, đã có một khúc mà. Đeo không vừa, nó ruột vô luôn đó. Bên phải quay. Được rồi. Thứ tự từ 1 đến 2. Điểm danh. Bắt đầu. 1 2 Hết. Cái lùng mẹ mới chơi đá gì mày. Báo cáo trung quý. Trung quý nói là điểm từ 1 tới 2 thôi. Em đứng số 3 mà. Chưa tới lượt em cho nên em nói hết. Ở ngoài mà có đập đá không hả? Nhìn cái mặt của mày ngáo ngáo. Ốm ốm là tao nghi lắm mày. Dạ có ngày nào cũng chơi bịch nấm chứ. Lâu lâu cũng có chích nữa. Thằng này được. Cậu là lính mới. Ngày hôm nay tôi sẽ hỏi thăm cậu luôn. Ở ngoài xã hội cậu làm gì? Hay là suốt ngày chỉ biết hút chích? Dạ ăn trộm nữa. Tôi không có giận mặt với cậu đâu nghe. Lần này điểm danh cho đàng hoàng vô. Không hả? Tôi đá chích mẹ mày luôn. Đứng ngay thẳng đâu. Bắt đầu. Điểm danh từ 1 tới 2. Đi lên. Các đồng chí nghe rõ chưa? Thay phiên điểm danh hiểu chưa? Hả? Lần này lần cuối nha. Dính cái lỗ tai lên. Đúng là mấy thằng lính mới mà. Tôi nói lại lần nữa rõ chưa? Đã rõ thưa chỉ huy. Tốt. Điểm danh. 1 2 3 3 với 4 cái lùng mẹ mày. Ngu quá vậy. Thì chỉ huy nói điểm danh theo thứ tự mà em đứng thứ 3 còn gì nữa. Bây giờ tao đứng đây tao dạy rồi mày đứng đó mày tấu hài hả? 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 Thế tao lụm mày luôn quá. Mặt thằng nào cũng ngáo như nhau chứ. Thưa chỉ huy. Cầm. Chừng nào tao cho cái quyền nói mày được nói nghe chưa. Bây giờ tôi sẽ nhắc lại một lần nữa. Có nghĩa là lần cuối cùng. Đó. Có nghĩa là thằng đó nó số 1, thằng này số 2. Còn mày là số 1. Và thằng kế bên mày là số 2. Hiểu không? Không được số 3. Có nghĩa là 1, 2, 1, 2. Rõ chưa? Đã rõ thôi chỉ quay em là số 1. Mà cuối cùng nó cũng hiểu quá trời trời mừng muốn chết vậy đó. Bắt đầu điểm danh nè. Điểm danh. 1 2
Trời là trời, từ từ thằng đọc thôi mà làm cái gì mày đọc gấp quá vậy hả? Cái đầu mày có cứt hả mày? Tao bắt đầu tao nổi điên rồi đó nha. Nha, trong đám là của mình anh mày là ngu nhất đó nha. Nha. Dạ thưa chí Quy, em đếm số 1 rồi mà. Dạ thưa cha, ai không biết cha đếm số 1, nhưng mà cha đếm từ từ thôi cha. Để thằng số 2 nó kết thúc rồi mới tới mày. Mày hiểu không? Má mà tao quạo lắm mày đứa. Thôi bây giờ vậy ha. Bình tĩnh, động não và nghe lắng nghe cho thật kỹ. 1, 2, sau đó là tới bài 1, rồi 2, rồi tiếp tục như vậy, hiểu không? Đừng có làm tao điên nữa. Trong đây ai cũng là lính mới hết á, có mình ơi mày ngu á. Hiểu không? Nghe nè, 1, còn này 2, mày á, vừa tới mày nè, 1, hiểu không? Rồi mày là 1 đó, thằng lồn, nghe rõ chưa? Nghe mày, 1, nghe thằng lồn. Đợi người ta điểm xong rồi bắt đầu tới mình, hiểu không? Rồi tập dạ, bây giờ em hiểu rồi, chú Quý ơi. Nhớ là 1 đó nghe thằng lồn. Từ 1 tới 2, bắt đầu, điểm danh. 1, 2, 1, thằng lồn. Mẹ, tới thằng kế bên nữa. Con cặc nghỉ. Xin kính chào quý khán giả thân mến. Khi nhắc đến những chú chó thì chúng ta nghĩ đây là loài thú cưng biết giữ nhà và cũng như là một người bạn. Chương trình hôm nay là nhắc về những chú chó không thể thiếu trong chương trình này. Mời các bạn cùng đón xem những chú chó này là chó gì. Ở Mỹ có chó Pitbull. Còn ở Trung Quốc thì có ngao Tây Tạng. Nga có chó Husky. Còn Việt Nam chó Tài nè. Và đây là chó Hùng. Chó Đạt nè. Và đây là giống chó Phất Bôi, gọi là chó Quy. Chó Nghĩa nè. Phê. Và đây là chó Khang. Và giống chó cuối cùng là chó ăn cứt Di.